Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV, website hungyentv.vn. Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri những kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến kỳ họp thứ ba. Cử tri kiến nghị về đầu tư cho hệ thống y tế khắc phục tình trạng thiếu thuốc, giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, chống rác thải nhựa, bình ổn thị trường, nhất là giá xăng dầu, tăng cường chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân nông thôn, đề nghị xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ngô Quyền và xã Dị Chế, thị trấn Vương, sớm triển khai xây dựng trụ sở cho công an xã. Đại tướng Tô Lâm giải trình một số vấn đề được cử tri quan tâm, trong đó nhấn mạnh dù có khó khăn trong việc đấu thầu thuốc, nhưng cần phải chấn chỉnh vấn đề này, phải đưa ra thuốc về đúng giá trị thực. Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm trong việc kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người dân, cũng như tránh tạo ra điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư thôn Mão Xuyên, xã Nguyên Trãi, huyện Ân Thi. Khu dân cư Mão Xuyên có trên 500 hộ dân, năm 2022 có 99% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền cấp tỉnh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được nhân dân trong thôn hưởng ứng tích cực. Đến nay, khu dân cư đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Đồng chí Lê Minh Hưng biểu dương khu dân cư Mão Xuyên và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 4 gia đình khó khăn về nhà ở, trao 500 triệu đồng tặng tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây 10 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tiến hành diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tình huống giả định tại khu vực tầng hầm của tòa nhà Park 1, khu căn hộ Vịnh Thủy Aquabay thuộc khu đô thị Eco Park, một ô tô con loại 4 chỗ để qua đêm ra rò rỉ nhiên liệu gặp nguồn nhiệt gây cháy. Do bên trong xe ô tô kín nên các thiết bị cảnh báo và lực lượng an ninh không phát hiện kịp thời, đám cháy lan nhanh. Cuộc diễn tập lần này với quy mô lớn có sự tham gia của nhiều lực lượng phương tiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Sáng nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên kỷ niệm 25 năm nâng cấp từ Trung học Sư phạm Hải Hưng. 25 năm qua, trường đã đào tạo và cấp bằng cho hàng chục nghìn sinh viên cao đẳng trung cấp, chuẩn hóa cho nhiều giáo viên. Trường có liên kết với các đại học, đào tạo trình độ cho nhiều học viên, có phần quan trọng trong công tác chuẩn hóa, nâng cao trình độ chất lượng ngành giáo dục của tỉnh. Năm 2019, trường sáp nhập với trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên và đổi tên thành trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, gồm 8 khoa phòng, một trung tâm ngoại ngữ tin học, một cơ sở thực hành là trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên, hiện đã có 15 lớp với trên 400 học sinh. Chiều qua, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên kiểm tra một số vị trí tái định cư cho nhân dân đã nhường đất thực hiện dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Văn Lâm và Văn Giang. Kiểm tra tại khu nghĩa trang thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh và khu cánh đồng thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, khu dân cư và nghĩa trang các xã Vĩnh Khúc, Mễ Sở, Thắng Lợi, huyện Văn Giang là nơi nhân dân đã nhường đất để thực hiện dự án. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng các điểm tái định cư sao cho phù hợp và thuận tiện để nhân dân chuyển về nơi ở mới, mở rộng và làm mới đường giao thông đấu nối từ các khu tái định cư ra các tuyến đường huyện, tỉnh và quốc lộ, di rời và mở rộng nghĩa trang các thôn có dự án đi qua sao cho phù hợp với quy hoạch. Huyện Văn Lâm và Văn Giang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành khẩn trương triển khai thực hiện các bước của dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Được biết, dự án vành đai 4 vùng thủ đô có hơn 19 km qua tỉnh Hưng Yên với hàng nghìn hộ dân phải di rời tái định cư. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng tổ công tác. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc,
hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản. Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai nhưng có khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý. Sáng nay, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia số 1 Tràng Tiền, Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận 10 hiện vật do Đại sứ quán Mỹ trao trả cho Việt Nam. Đáng chú ý, loạt hiện vật có niên đại lâu đời, đa dạng, nằm trong số hàng ngàn đồ vật, hiện vật lịch sử đã được phía Mỹ thu hồi từ sự sở hữu bất hợp pháp của một công dân nước này trước đó. Các hiện vật gồm một rìu đá hậu kỳ đá, 4 hiện vật văn hóa Đông Sơn gồm 3 rìu đồng và 1 đồi gốm, 3 tượng ca sấu đá thế kỷ thứ 1, thứ 2 sau công nguyên và 2 tàu đồng từ thế kỷ 17-18. Hành trình phát hiện những hiện vật này bắt đầu từ năm 2013 khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở cuộc điều tra tại bang Indiana và phát hiện công dân Donald Miller lưu giữ trái phép nhiều bộ sưu tập cổ vật lớn, hài cốt của gần 500 người Mỹ, bản địa và người nước ngoài. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm. Theo công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác quản lý các tổ chức cá nhân đang thực hiện hoạt động liên kết trên địa bàn, đồng thời kiểm tra các điều kiện bảo đảm để tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại thông tư số 11 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm các quy định trong thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại địa bàn. Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký công điện về việc giám sát thực hiện cam kết nghiêm túc xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối, công ty con, chi nhánh của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối hoạt động trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường ra soát, kiểm tra việc cung cấp bán xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với việc ngừng không cung cấp xăng dầu. Công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý hoặc không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường theo quy định. Chính quyền quân sự Myanmar vừa đã ra lệnh ân xá cho gần 6.000 tù nhân để kỷ niệm 74 năm ngày quốc khánh đất nước. Thông báo từ Hội đồng Quân sự Myanmar cho biết, trong ngày lễ quốc khánh của Myanmar, Hội đồng Quân sự ra lệnh ân xá và trả tự do cho gần 6.000 tù nhân, bao gồm 4 công dân nước ngoài và 11 người nổi tiếng. Trong số công dân nước ngoài, bao gồm nhà kinh tế học Australia, Sintanel. Ông này từng là cố vấn trong chính quyền của bà Aung San Suu Kyi. Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội nước này lật đổ chính quyền dân sự do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu vào tháng 2 năm 2021. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã lần đầu tiên cấp chứng nhận cho một loại thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm là thực phẩm an toàn đối với con người. Quyết định trên được đưa ra sau khi FDA rà soát thông tin với Absci Foods có trụ sở ở bang California về loại thực phẩm mà công ty này tạo ra từ tế bào gà được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Trên cơ sở đó, Absci Foods được phép đưa sản phẩm của mình ra thị trường và cơ sở sản xuất loại thực phẩm này sẽ phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn kiểm dịch của FDA, Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với một thiết bị cảm biến thông minh có khả năng phát hiện độ lành của vết thương trên da, hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị cho bệnh nhân. Đây là sản phẩm trí tuệ của các sinh viên từ Đại học Công nghệ Warsawa của Ba Lan, có thể được đặt trong băng gạc hoặc miếng dán trên vết thương. Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị có tên gọi là Smart Heal có thể được tích hợp với băng gạc để đánh giá tình trạng vết thương và kê đơn điều trị thích hợp. Thiết bị hoạt động bằng cách sử dụng hệ thống liên lạc nhận dạng tần số vô tuyến và theo dõi độ pH của vết thương. Phát minh này giúp tránh sai sót trong quá trình chữa lành vết thương như việc tháo băng gạc quá sớm hoặc quá nhiều lần dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Để gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi, quý vị hãy gửi về các địa chỉ email thời sự hia@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV.
Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên NTV7/HDTV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.